tối này. Ảo thật đấy. Hay giờ ơi. Bully bully. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Và hôm nay chúng ta sẽ đến một khu vui chơi rất là đáng sợ luôn các bạn ạ. Có quái vật đấy. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nhá. Còn bây giờ đi khu vui chơi với Bê Quý Thành và ốc và xem khu vui chơi đấy có quái vật gì. Tựa game này có tên là Joyville, cũng chính là tên khu vui chơi này các bạn ạ. Ờ, và thấy đằng xa có một cái bóng đen đen, chắc là bóng quái vật đúng không? Đấy, chỗ đèn chớp chớp phải không? Nó to, có vẻ nó rất là to cao. Anh thấy nó không cao mà tại nó dài, nó to thôi. Và cái khu vui chơi này hình như là bỏ hoang rồi, tường nứt các kiểu, đồ đạc rơi lềnh cảnh hết ở trên nền nhà luôn. Thôi bây giờ chúng ta vào nhá, để xem cái con quái vật đen đen này là con quái vật nào. Ủa, mới vào phát, đây là quái vật đó. Chính là nó đấy, còn gì nữa, tay dài còn gì. Nó tên là Bully các bạn ạ, à. Nhìn thấy chữ chưa? Nó đang ôm một con gấu teddy và nó có màu vàng, môi đỏ, có móng vuốt. Quá ghê. Rồi, mình vừa đi vào từ cái cửa này à? Đúng rồi, lối này như kiểu là đi từ tầng B1 các bạn, B1 là tầng hầm. Thế là bây giờ mình sẽ làm một người trong vai là đi khám phá tất cả mọi thứ ở khu vui chơi này. Xem chuyện gì đã xảy ra ở đây mà nó bỏ hoang, đây là cái gì ốc? Một cái cảnh báo, chú ý về sự an toàn của bạn nha. Ok, đây có hai cái cửa. Thang máy đấy. Ừ, bấm vào đây được không? Không, không. Nó bị hỏng rồi các bạn ạ, mình nghĩ là chúng ta sẽ phải sửa cái này chắc chắn luôn. Game nặng thế. Bởi vì nếu không sửa chúng ta sẽ không để đi thêm được. Đây là phòng gì đây? Phòng an ninh. Ừ, nó giống như là một cái khu lưu trữ đồ nữa các bạn ạ. Ờ, camera vứt này. Có 4 cái màn hình và nó chiếu 4 khu. Nhưng mà cái khu này là cái gì ấy? Có một con màu vàng và xung quanh có vết máu. Đúng rồi, ở đây có 4 phòng. Cái phòng ở dưới bên trái là cái chỗ mình vừa đi vào. Đúng rồi, cái phòng này mình vừa đi vào. Còn đúng rồi. Cái phòng này là phòng, mình chưa đi. Phòng này cũng phòng chưa kho. Đi phòng này thì phòng này phòng giam giữ con này. Ờ, đúng không? Có vết máu. Bên trong không có một cái gì, đồ đạc gì. Một phòng giam giữ chắc chắn luôn. Mà nó là quái vật chắc chắn luôn, thế vết máu là quái vật à? Thế người cũng có máu mà. Cái gì đây? Gì đây? Một cái cần gạt các bạn ạ, nhưng mà hình như là không dùng được. Mình nghĩ là tí cũng phải sửa cái này. Ờ, chắc vậy. Có thể mở được tủ này. À, có mấy cái hộp. Từ, không với được lấy cái hộp ra nhỉ? Không lấy được các bạn ạ. Không, không. Chắc là người ta có chìa khóa đồ đó. Camera này. Lắm camera thế, chắc là ở đây hỏng camera suốt, hoặc là có bọn trộm camera vào nó bẻ camera suốt đến suốt này. Phải thay camera. Có chìa khóa. Ờ, chùm chìa khóa. Bên này có một phòng này, ui tủ đồ này. Trời tối thế. Đấy cái phòng mà ở góc trên cùng bên trái. Ờ đây này, camera nó chiếu vào ở đây có cái búa màu vàng này. Búa cái rìu á. Búa rìu cái gì, dài thế là có cái gì thôi. Có vết máu ở bồn rửa tay. Ôi, còn có cả vết ngón tay. Thế là ai đó đã bị tấn công và đã cố bám vào đây. Để nhưng không mà... bị quái vật lôi đi. Ừ, nhưng mà quái vật vẫn lôi đi và ăn thịt mất tiêu rồi. Xin vĩnh biệt. Ở đây thấy có một cái camera ở trên nền nhà. Chắc không chắn phải camera, đây là máy quay. Ờ, máy quay. Có ai đó đến đây quay phim nhưng đã bị bắt đi ăn thịt. Chắc là cái người bám vào đây đấy. Cứ xem đi. Is this thing even recording? Okay. Okay. I don't know what's happening here. But something is terribly wrong. Everyone. Anh này không biết là chuyện gì đã xảy ra ở đây. Có một vài thứ rất là tệ hại. Và toàn bộ những người nhân viên ở nhà máy này cũng như là bọn trẻ con đã hoàn toàn biến mất. Trừ mỗi anh này là còn ở lại không? Còn sót lại. It's like a nightmare brought to life. I can't even begin to fathom its purpose or origin. Các bạn phải trật tự nha. Đoạn này anh ném đồ nói nhỏ lại vì anh ta biết ở bên ngoài cánh cửa kia có cái bóng đen di chuyển. Và anh ta nói rằng chính là con quái vật đấy. Con quái vật này thật sự là nó kinh dị hơn sức tưởng tượng của anh ấy rất nhiều. Đó là nó có mắt ở trong mồm các bạn ạ. Mắt ở trong mồm. Ngay ngoài cánh cửa đó luôn. Quả này anh này hy sinh. Và anh này nói là nếu như một ai đó mà nhặt được và xem được cái đoạn phim này thì làm ơn hãy giúp anh ấy. Bất kỳ ai có thể. Vì anh ấy đang bị mắc kẹt ở đây rồi. Rồi xong rồi, con quái vật mở cửa ra màu vàng khe. Mồm rất to. Ồ, xong rồi. Xin vĩnh biệt anh. Đi đời luôn các bạn ạ. Thế là anh đấy đã bị hy sinh rồi. Và mình biết chắc chắn ở đây sẽ có quái vật rồi.
Đây chính là cái con vòng đúng vàng rồi, kia. Đúng rồi, chính là cái con đấy. Nó tờ báo ông ạ. Ừ, đây là một tờ báo. À, họ nói về cái người mà đã sáng lập ra cái khu vui chơi này. Xin phép được tra từ điển một vài thông tin quan trọng cho các bạn nha. Ok. Tóm lại là ông này đã bị bắt. Ờ, ông bị bắt à? Chắc là bởi vì có khá là nhiều âm mưu đen tối trong cái khu vui chơi này nên ông ta đã bị bắt rồi. Ông ta có ý đồ xấu và xây dựng cái khu vui chơi này với một mục đích gì đấy là không tốt. Đúng. Rồi. Đi thôi. Ơ, phòng này tiếp này, phòng này là cái phòng mà vừa có trên camera luôn này. Ờ, đây là mấy cái đường ống khu cầu trượt này các bạn này. Đây là xe... mấy cái xe tự lái rồi nó đụng nhau ấy các bạn. Ờ, chơi cái trò này ở khu vui chơi vui phết các bạn ạ. Mình lái xe mình tông vào nhau thì... cái này thấy đèn chớp chớp. Có những vết gạch trên tường. Đây chắc là các bạn nhỏ gạch, đầu tối quá, bật điện lên đi. Điện hỏng. Ô, cái phòng này hình như mở được à? Ờ, có phòng này. Ai dạ, có cầu chì hay là cầu dao gì ấy, Bê Quy Thành ạ. Ờ, đây, từ anh bỏ mấy cái này ra đã, vướng quá. Đây này, này chắc các bạn nhỏ gạch nhỉ, chứ người lớn ai gạch này. Không, quay lại nhìn cái đấy. Cái phần màu đỏ là mũi tên chỉ về cái hướng của cái phòng à. Nhưng có một ai đó hoặc một con gì đó đã gạch cái này đi để không cho ai nối điện và không cho ai đi lên khu vui chơi nữa. Đúng rồi. Nó phải tư duy hiểu không Thành? Mình đừng để mình phải não mình nó phải nảy cái số này lên hiểu không? Bảo sao mấy cái thùng ban đầu nó chặn ở đây này, anh phải vứt nó ra. Chính xác các bạn ạ. Đó, âm mưu, thuyết âm mưu đấy. Mà rồi, chỉ có những người thông minh như ốc mới có thể ấy. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đây, đi mới từ gì? Ô, anh nhớ là những cái xe bên ngoài kia nó có màu không? À, màu đỏ số 2. Chính xác. Màu xanh số 1. Ok, đỏ số 2. Đỏ số 2. Đỏ số 2. Xanh lá số 1, đúng xanh không? Xanh lá số 1. Đúng rồi. Xem lại đi. Xem lại chắc các bạn. Màu hồng số 4. Màu hồng số 4. Màu xanh dương số 5, màu vàng số 3. Màu tím số 4, màu vàng số 3. Ừ, màu xanh dương số 5. Màu tím số 4. À, màu hồng. Màu hồng, số, màu hồng. Màu số 4. Màu xanh dương số 5. Xanh dương số 5 à? Ừ, màu vàng số 3. Vàng số 3. Vậy là màu trắng sẽ là số 6 các bạn. Ok. À, có điện. À, có điện rồi, mình có thể kéo được cái cầu dao ở trong cái phòng an ninh. Đây rồi. Có điện chưa? Úi dồi ôi, điện tách 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 tách. Trên điện dẫn đi đâu? À, vậy là thang máy sẽ hoạt động được các bạn ơi. Đúng rồi, vậy là có một thứ gì đấy đã phá cái cầu chì để không ai đi lên được cái khu vui chơi. Chính xác. Rồi, bây giờ mình sẽ lên khu vui chơi. Đây chắc chắn là thang máy, biết ngay mà. Đây, Quỳ Thành biết cái điều ạ. Cái gì mà thông minh ở đây. Vì đây là tầng hầm thì phải đi thang máy thì mới lên được tầng 1, không thấy thang bộ lên. Bên Quỳ Thành nói là tối kiến các bạn. Đấy, thấy quái vật thật nhưng mà là ảnh thôi. Con này tên là Wooly Bully. Nó có vẻ là một người họ hàng xa với Huggy. Ờ, nghe tên na ná. Na ná nhau. Ui, đây có một cái cánh cổng này, làm đúng hình con quái vật có mắt trong mồm luôn. Ơ, kinh thật sự. Ui, đu xích đu còn bị đứt dây xích đu. Đúng là bị ngu. Rồi. Con này như kiểu là biểu tượng của cái khu vui chơi này giống như là Huggy biểu tượng của Poppy Playtime á các bạn. Không mở được các bạn ơi. Ơ, cửa tím thì sao? Ồ, đây có cả con sâu này. Con sâu sắc màu trông kinh thật sự. Ờ, con sâu màu đỏ còn răng nhìn như quái vật luôn. Kinh quá. Nó bảo thời gian vui vẻ. Vui vẻ à? Ừ. Nhìn thấy nó hết vui luôn. Con này mở cửa luôn này. Đây là tủ, đây như kiểu chỗ để đồ cho các bạn nhỏ đến đây chơi á. Phòng người ta gọi là phòng locker các bạn ạ. Này, giày dép này, cặp sách ba lô, đẹp thế nhỉ. Này chắc là của một bạn nữ rồi. Đúng rồi. Đây có con gì đây? Không biết luôn. Con này trông cũng kinh này. Ừ. Ơ, gì đấy? Bấm được vào này. Ui, nó lại là một camera. Phần tiếp theo của quận băng. Ờ. Nó quay được cái con này và bây giờ là thông tin của con này. My name is Ethan Jenkins, and I work at Joyville. Something terrible has happened, and I don't have much time to explain. But there's something important you need to know. Anh này không thể giải thích được những cái điều xảy ra kinh dị ở đây các bạn ạ. This teddy bear. Đây là một con gấu teddy bear. It has a special chip embedded in it. Con này rất là đặc biệt. That can do incredible things. It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it, but I can tell you this much. It opens doors. Nó có thể giúp chúng ta mở cửa đấy các bạn ạ. Con Teddy này. But I can't go into con Teddy này ở trong video thì đang có 100% pin, còn đây chỉ còn 20% pin thôi. Và anh nghe được là cái trong người con này có một con chip. Đấy, nó có thể giúp mình mở cửa và làm được rất nhiều việc khác nhưng mà anh này còn chưa kịp nói ra ấy.
Nên là bây giờ mình sẽ phải tự đi tìm hiểu. Ok. Thấy không, các bạn thấy con chip ở trên ngực và trên đầu nó có một cái ô vuông ấy, chắc là chỗ để cắm sạc hay làm gì đấy á. Đây cái gì đấy, cái màn hình gì kia? À, quét con gấu vào đây là sẽ mở được cửa. Vậy thì mình nghĩ rằng là mỗi bạn vào đây chơi được phép một con gấu à? Đúng không? Hoặc là nhân viên bảo vệ sẽ cầm con gấu này mở cửa cho mọi người. Nhìn, nhìn ghê quá. Không biết có nên vào không, tối tăm thế này. Start bắt đầu cuộc hành trình đến khu vui chơi. Tom, bật đèn lên rồi các bạn ơi. Wow, khu này xịn nha. Trên màn hình đang chiếu một đoạn giống như là TVC quảng cáo các bạn ạ. Khu vui chơi Joy. Joyville. Ở đây đây chắc là lời nói của cái ông chủ của khu vui chơi này. Nó thu âm lại để mà có thể phát và quảng cáo cho mọi người biết cái khu đến cái khu vui chơi này rộng rãi hơn. Những cái đồ chơi trong khu vui chơi này thì hoàn toàn đều là của Joyville tự sáng tạo ra các bạn ạ. Các bạn sẽ không thể tìm thấy một cái đồ chơi nào mà tương tự như vậy ở bên ngoài cả. Và nói chung là các bạn có thể đến đây chơi. Và họ đảm bảo là ở đây rất là vui, vui hơn cả sự tưởng tượng của các bạn. Và sẽ như kiểu là để lại cho những bạn nhỏ những ký ức rất là khó quên, hằn sâu vào trong tâm trí. Đấy. Đúng rồi. Cha mẹ hay là người giám hộ có thể đưa các bạn đến đây để chơi nhé. Vào kỳ nghỉ lễ hay là lúc nào mà các bạn được nghỉ hay là cuối tuần ấy, đến đây chơi rất tuyệt vời. Túm lại là thế. Cuối tuần đến đây chơi thì chơi hoặc là ở nhà xem video của Bê Quý Thành. Ở đây có một cánh cửa đến khu nào đây? Khu này giống mặt con sâu á. Đúng không? Thôi. Con gì nhìn như chuột đấy nhỉ? Kinh quá các bạn ạ. Và cái con này nó có màu xanh giống như là húc ghi. Ờ. Vừa vào là thấy. Anh em biết cái trò chơi này không? Nhảy đúng không? Nhảy lò cò. Nhảy. Đúng rồi đấy. Nhảy. Đúng rồi. Hồi bé mình hay chơi nhưng mà mình không có được đẹp như này. Mình tự vẽ bằng phấn trên nền đất. Đây là tranh các bạn vẽ tặng cái khu này đúng không? Nó bảo là I catch everyone. Tức là tôi sẽ bắt tất cả. Thôi đây là những cái tờ note mà ghi lại cảm nhận của các bạn khi mà đến đây. Thì các bạn ghi là thật là cool và các bạn ấy rất là thích. Và bạn ấy rất là thích cái con bully là con vàng vàng các bạn ạ. Đó. Và rất là yêu khu Joyville rồi nha. Ui, đây là một đống những cái chắc luật là luật lệ khu vui chơi này. Bỏ qua đi ông ạ. Trên bàn có gì đây? À, ticket mấy cái vé đấy các bạn ạ. Ồ, mình có một vài cái kẹo gum tức là giống như là sao nhỉ? Kẹo sinh gum á, mình không biết. Nhầm nhai. Nói như nào, có phải là kẹo đấy chỉ nhai thôi, kẹo sinh gum á các bạn. Đấy, luật lệ dán khắp nơi. Rồi, luật lệ hơi dài nha các bạn. À, mấy cái trò này xếp vòng anh cũng chơi rồi này. Ờ, mấy trò này thì chỉ là cho trẻ em nhỏ thôi. Ồ, đi lên đây à? Ôi ôi. Quả này đi hơi là hoa mắt, chóng mặt nhá. Ai tiền đình thì thôi nhá. À, một cái view từ trên cao khu vui chơi này quá là đẹp. Nhìn xuống. Nhìn, ví dụ bố mẹ đến đây xem các con đang chơi ở dưới. Đấy, kiểu thế. Dở hơi. Em không bao giờ đi lên đây em xem luôn. Đi ra đây các bạn, trong này không có gì đâu. Mình xuống khu vui chơi đi. Wow. Chào mừng đến. Chúng ta có những trò chơi gì đây? Đây là một con giống như là một con mèo hả các bạn? Ờ, tên là welcome à? Không. Không. Lời chào. Lời chào mừng. Còn bên này là một bạn tên là Dino. Dino tức là khủng long ấy các bạn. Ừ. Khủng long Bonsi nha. Đó. Ở đây là con Bully. Và bên kia như mình nhìn thấy có một cái poster của bông hoa thì phải. Wow. À sorry các bạn, không phải cái trò tôi đụng nhau mà là toa của xe lửa đồ chơi. Xe lửa đồ chơi, thế mà mình cứ tưởng là chơi trò xe tông với nhau. Quyết. Nhưng mà không có đi được các bạn ạ, đèn đỏ rồi. Đèn đỏ nghĩa là mặt mếu là không được đi nữa, hỏng rồi. Đây chắc là chỗ ngồi của bố mẹ đúng không? Nhân viên thu vé má ơi. À, thu vé chỗ đi chơi tàu rồi đúng không? Đúng rồi, giống như okay. Đi khu vui chơi anh chơi trò gì anh phải mua vé cái trò đó. Rồi nhân viên thu vé rồi đưa anh vào trò chơi. Ui, đây là một cái cầu trượt có mặt của cái con ấy kìa. Con ấy là cái con gì? Không biết, không nhớ tên. Đồ ngu. Không được các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là thôi, không chui đây đâu. Biết đâu có quái vật ở trong chỗ đen đen khi làm nó bóc của mình đấy. Cái cánh cửa mà lúc nãy mình thấy trong video này ốc này. Chính nó. Ai đó đã định mở cái cánh cửa này và bị một cái con gì đấy nó thè ra nó tính cắn. Và trên này có hình con sâu. Con sâu màu đỏ có cái răng nanh nha. Nó màu hồng mà, cha ơi. Rồi. Rồi kìa. Đây cũng có một cái cầu trượt. Tóm lại là các bạn có thể đi cầu thang xuống như bình thường hoặc là các bạn có thể trượt cầu trượt xuống. Xích đu. Vòng đu quay.
Đây chắc là chỗ bố mẹ ngồi thật rồi. Ừ đúng rồi, một chỗ nghỉ ngơi. Hai bên hai chỗ. Cửa này mở được không ta? Không mở được các bạn ạ. Play zone. Này là khu vui chơi. Ừ, một cái poster quảng cáo là con này nó rất thích sáng tạo các bạn ạ. Và khám phá. Chơi cầu trượt đi ông ơi. Anh chả thấy trượt gì, anh nhảy lên thì có. Và bây giờ mình chắc là phải tìm cách đi vào cánh cửa này à? Có mỗi cánh cửa này là thấy có khả năng là đi vào được. Theo như là trên màn hình chiếu thì có vẻ con quái vật sẽ xuất hiện trong cánh cửa này. Cái gì ấy? Nó chỉ cho này bấm nào. Cái gì ấy? Ô, bỏ con gấu được vào ạ. Bỏ con gấu vào để khởi động cái máy này lên à? Mình đã dùng 10% cuối cùng của con gấu này để khởi động cái máy này. Thế là gấu hết pin rồi, thế làm lần xong gặp cửa thì mình mở kiểu gì ta? Có hình bông hoa với cầu vồng. Trên cửa cũng có hình cầu vồng nhá ông nha. Để ý nha, anh nghĩ chắc chắn có dữ liệu gì đấy. Ô, tương tác được. À, mình đưa vé vào đây. À, mình bỏ cái vé mà trên quầy mình... Wow, vòng quay bông hoa hướng dương. À nhầm, bông hoa cung đã khởi động rồi sao á? Thế à? Thấy nó vừa sáng đèn lên mà. Rồi sao? À, quay à? Quay. Màu đỏ. À, mình sẽ vẽ cầu vồng đỏ cam đúng không? Sai bét. Màu cam nhỉ? Rồi, mình làm lại các bạn, bỏ lại vé. Đúng rồi. Vòng quay này sẽ khởi động các bạn ạ. Và các bạn để ý là có một cái nót ở bên cái máy để gấu bông, là bông hoa mặt trời cùng với cầu vồng ở phía sau. Và trên cổng của cánh cửa là cầu vồng á. Khi mà mình vẽ cái, không phải mình vẽ mà mình điểm cái màu sắc nào ở trên cánh hoa bánh xe này thì cái cổng cầu vồng lại sáng lên màu sắc đó. Khi mà sáng đủ cái màu sắc trên cầu vồng ở trong cái nót ở cái máy con gấu này thì khi đó cánh cửa sẽ mở ra. Đúng rồi. Và nếu sai thì như vừa nãy. Đúng rồi. Nó đây, cái cánh cam ở đây này. Tím. Đây. Tím hay hồng ấy? Tím. Cầu vồng làm gì có màu hồng? Thôi. Cửa mở rồi các bạn ơi. Con này mới chỉ há mồm mà thôi, may nó không đập mình như lúc nãy. Sai mất 1-2 lần đấy các bạn. Ờ, nói chung là khi nó quay màu phát là mình chọn luôn màu thì nó xong nó sẽ quay cái màu đấy vào cái mũi tên này. Đúng rồi, mình chọn cái cánh hoa nào thì máy sẽ quay đến cánh hoa đấy. Và làm đúng như kiểu cái màu ở trên chỗ cái nốt này là được. Ok, đi thôi. Wow, khu này đẹp nha. Màu sắc. Thấy nó khang trang, sạch sẽ. Mỗi tội là nhìn vào vết nứt với cả vết hỏng ở trên tường thấy hơi ghê. Một khu này đang sửa chữa hay sao? Thấy có cả một cái sụt rất là lớn ở dưới sàn này. Anh thấy những cái vết này giống như kiểu vết con gì cào nữa cơ. Chả có vết gì. Nó chỉ đơn giản là một vết nứt rồi nó thành một vết nứt nhỏ hơn. Tại sao lại bây giờ lại có một cái hố giữa nền nhà này nhỉ? Ai đào hố xuống giữa nền nhà để làm gì nhỉ? Chắc là để sửa cái gì à? Đi qua đêm nào. Bê Quy Thành nhảm thật sự các bạn. À! Rơi xuống rồi, rơi xuống đáy trái đất rồi, đáy sâu. Tự nhiên đào cái hố ở đó làm gì? Anh thì đã béo rồi, đi qua cái đấy không chịu được, có dụng nó xuống các bạn ạ. Ôi sao? Có một cái đèn pin cho mình nè. Không ổn rồi, quả này toang rồi các bạn ạ. À. Ui cái gì ấy? Hai con mắt. Hai con mắt màu trắng à? Hai con mắt trong mồm mới đúng không? Con bully đúng không? Thôi thôi. Đừng gặp nó chứ. Nhặt cái đèn pin nữa các bạn ạ. Tầm giờ tối thì cần đèn pin thôi. Mình vừa rơi từ trên kia xuống. Dễ phải hả? Thế là đây cũng có một cái khu gì đấy dưới lòng đất, kiểu khu phòng thí nghiệm à? Ok, đi rồi. Hả? Sâu. À, con sâu này nó sống rồi các bạn ơi. Con sâu màu hồng nó vừa rình mình. Toang rồi. Đi theo mũi tên nha các bạn. Đúng rồi, tốt nhất là đi theo mũi tên. Có lối dẫn lên rồi. Thấy chưa? Có thể sẽ lại rụng vàng, sẽ... Ui, cái mắt nó lồi ra hay sao nhở? Cái mắt nó bị rụng ra, rơi ra. Mắt nó kinh quá. Đừng có mà dọa ta. Ui, con này nhìn ngược xuống này. Mồm nó đầy máu này. Ây, giời ơi. Chỗ này là chỗ sạc điện cho con gấu Teddy hả? Anh nghĩ thế rồi, đúng rồi. Đúng không?
Từ từ đã. Không có cần gạt à? Thế là phải đi tìm cần gạt à? Bên này có này. Một cái dây dẫn sang bên này, một cái bên này, nhưng bên này không có cần. Tìm cần. Tìm xung mình quanh. Mình có thể tắt đèn được rồi đấy Thành ơi. Đâu em muốn bật đèn cho nó sáng tí chứ. Trong hồ này à? Ủa, cái gì á? Cái cần. Thấy luôn à? Không 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 không, không đi vậy được, không đi vậy được. Thế thì mình thử kê lên mình nhảy qua nè. Cái trò trồng hộp này ở trong Poppy Playtime mình đã làm nhiều rồi các bạn. Lấy được luôn. Rồi. Đi đây. Có cửa, có cửa, có cửa. Cửa đâu? Bên phải. Không mở được. Không mở được. À, kinh thật các bạn. Bây giờ đi ra. Đi ra sạc pin cho con gấu này. Đúng rồi, xong rồi mở cửa này. Đúng rồi. Yes, yes, yes. Lắp cần vào đây. Không khó lắm các bạn ạ, game này cũng không quá phức tạp. Rồi. Úi xôi, sạc phát 100%, tắt đèn đi Thành ơi. Xôi, điện giật vào tai. Đây, đây, đây. Đây là, đi mở cửa đi tiếp thôi. Hình như là cứ mỗi cửa là mất 10% pin. Đặt vào đây. À không, không hao tí pin nào các bạn ạ, được quá nhỉ. Thả nào sạc lâu thế. Ôi, các khu, phân khu khác nhau. Ôi, tối quá. Đường cụt. Đường cụt. Không đi được. Đường cụt quay ra ngay, đừng có lao vào kiểu là hết hồn. Ủa cái gì ấy, cái gì ấy. Vẫn là con khủng long. Khủng long ý trông như kiểu Minion đấy. Ở chỗ này sao ánh đèn màu đỏ nhìn ghê đấy. Không thấy gì luôn. Cũng vẫn vậy, không đi được các bạn ạ. Game room à, phòng game à. Phòng game dưới lòng đất này. Phòng máy dẫn đi phòng game. Đi thôi. Đi chơi game thôi. Bye bye nhé. Này còn 90% pin này. Wow, khu này có vẻ mới này, an toàn rồi. Evil, 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 evil. Ác quỷ, ác quỷ. Ui giật cả mình. Cái hình nó vẽ lên tường nó như kiểu 3D các bạn, tường nó bóng trông ghê. Ui. Con này là con thỏ. Thỏ mới mở được nha, gấu mới không mở được nha. Cánh cửa này là cánh cửa rất là ghê này. Chắc chắn có quái vật trong này, nó mới có nhiều chữ này. Thôi đi đi. Đi cánh cửa bình thường đi. Đi cánh cửa ba con sâu. Ấy là tự nhiên mất điện thế. Ý ơi, mất điện đúng lúc thế. Mở cửa đi. Đừng mất điện bây giờ chứ. Ok. Rẽ đường nào? Đường này à? Ui giời, giật cầm mình. À thế lại quay lại cái khu lúc đấy à? Tầng 2. Lúc đấy mình ở tầng 1. Không thấy gì. Lúc đấy mình ở tầng 1. Ừ, đấy ở tầng 1 đây, tầng 2 các bạn. Tầng 2 có phòng nào đây? Không mở được. Không mở được các bạn ơi. Ui giời. À, tưởng là quái vật nhưng không phải đâu. Con này nó cứ vẩy 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 là sao? Hỏng rồi. Không mở được, hỏng rồi. Warning cảnh báo nha các bạn, đừng có đi vào đấy, ở chết toi. Lu, mở đi. Thế chui vào đây à? Chui vào đây trượt xuống à? Anh nghĩ thế rồi. Hả? Thật á? Woohoo! Chơi cầu trượt vui quá. Nhìn đúng cánh cửa kia luôn. Kìa, ô, cái cửa này mở đấy ông này. Ừ, vừa nãy play zone đóng mà. Ờ. Rồi. Sao tối này? Ảo thật đấy. Ây giời ơi. Bully, bully. Bully ơi, chạy đi. Chạy đi mày với Thành ơi. Chỗ nào trốn, chui vào đây, chui vào đây. Ở đây bò lên. Bò lên trên. Nó có móng tay người à? Không phải là móng vuốt mà là móng tay à? Có điện rồi. Có điện là nó biến mất luôn. Ờ. Ủa mà to như thế nó biến mất nhanh nhỉ? Rồi làm gì đây? Rồi mình cũng không biết mình làm gì đây luôn. Thôi mình đi tiếp vào cánh cửa này thôi. Ừ. Còn chỗ nào thì đi đâu? Ghê quá các bạn ơi, đấy con quái vật đã xuất hiện rồi, toang rồi. Con này khá là to béo. To béo mập. Mà có đúng là mắt ở trong mồm nha. Và bàn tay như kiểu tay người luôn. Khu này là khu nhà liên hoàn các bạn ạ. Ôi nhìn vào đây giải mã là thấy hơi lú như con thú. Ừ, cái con gấu này là à, nó thả những cái block. À ok hiểu rồi. Thế là mình sẽ phải làm gì với những cái block đấy à? Đúng. Chui vào đây được không? Không chui được không, các không, bạn. Không. À. Nút bấm gì đây?
giống mấy trò khác thôi, lấy block cùng màu lên chắc thế. À, lấy block cùng màu lên đặt vào đúng cái vị trí của cái nút mà cùng màu với block. Đúng rồi. Ồ, thế là lên thang lên à? Thang. À, chắc là để mở cái cửa này này. Block vàng. Block vàng thì ở đâu? Ở đây, chỗ này có quẹt được nữa không này? Ừ. Mở đi, đừng bắt tao giải cái gì ở đây. Đúng không? Đấy, cái cầu này biết ngay. Ở đây là màu đỏ, nhưng mà mình chưa có màu đỏ. À, mình phải nhảy sang bên kia, từ từ. Mình sẽ phải cầm cái màu vàng mang bên kia. Bên kia có chút màu vàng kìa. Thấy không? Đặt vào đây, ok. Đây, có chỗ màu vàng ở đây. Ừ. Đặt vào đây. Bên này có gì? Xanh lá. Xanh lá. Thì mình lại phải xuống dưới à? Ờ, khó nha. Thế là cầm cái này xuống. Nhưng mà bên kia không có lối đi. Không sang được bên kia các bạn ạ. Anh nghĩ là bây giờ mình lại phải dùng thang máy để đi lên à. Để cái này ra đây này. Thang sẽ xuống. Đúng rồi, mình sẽ để cái màu xanh này lên trên thang này. Rồi mình để màu xanh này vào để ấn nút thang. Đúng, chính xác. Ông cũng biết đấy nhỉ. Ghê nhỉ. Em thông minh hơn anh ấy. Không qua được bên kia. Ồ, thiếu cả cái màu đỏ luôn. Ờ, bây giờ mình... Không, cái xanh kia kìa. Nút xanh kia kìa, thấy không? Ờ, nhưng bây giờ làm sao? À đây. Nút xanh ấy. Ơ nhỉ. Thôi, đi nhảy xuống đi. Ảo thế đấy các bạn ạ. Đấy, nó mở cửa ra này. Mở cửa ra lấy màu đỏ này. Lấy màu đỏ. Ok, để rồi lại để màu đỏ như lúc nãy mình để màu xanh. À, Bê Quý Thành làm đúng cách. Ôi, xin lỗi các bạn nha. Lỡ tay. Đấy rồi. Quá mệt mỏi luôn. Quá mệt rồi. Chắc hết màu rồi. Nhè. Màu đỏ đâu nhỉ? Màu đỏ trước mặt đấy. Ờ nhỉ, màu đỏ trước mặt đây. Ờ kìa. Không nhớ. Để vào đúng đấy thế nào. Đó, cửa mở, rồi, cửa. Mở cửa rồi. Cửa mở rồi. Đi sang thôi. Đi sợ gì. Quái vật cùng lắm nó chỉ cắn chết mình thôi. Really nigga. Không mở được. Nhớ cái gì đấy. À đây màu xanh. Các màu ở đây ốc ạ. Ừ. Màu xanh để vào đây. Okay, mình lại phải chưa? Lấy ra, các bạn phải đem ra đem vô. Màu đỏ để vào đây. Màu đỏ có chữ evil nha. Bây giờ mình muốn lấy được mấy cái kia thì mình bắt buộc phải đi lên trên. Mà đi lên trên bây giờ là phải đặt cái này cho nó xuống. Rồi, mình đi lên được trên rồi các bạn ạ. Mình sẽ lấy khối màu vàng này, xong lấy khối màu đỏ. Ừ. Câu mở. Nhảy qua. Vứt khối màu vàng rồi. Lấy khối màu vàng này. Cửa vẫn mở chứ. Cửa vẫn mở không ạ? Đặt khối màu vàng vào luôn. Khối màu vàng này. Khối đỏ nữa. Khối đỏ thì mình phải quay ngược lại bên kia. Ừ. Nhưng bây giờ không quay ngược lại nữa các bạn ạ. Mình bắt buộc phải đi xuống. Lại đi lên. Đi lên. Mất mình... công thật. Mình sẽ đặt vào trước. Mất điện rồi. Mất điện rồi. Không sao cả. Với mất điện thì thôi, không sao. Mình thấy có điểm rồi. Căng. Mình mà vứt xuống thì cái này nó lại... Ai da, nhầm rồi các bạn ơi. Mày vứt sang bên kia. Đúng rồi. Ok, sai. Giờ mình sẽ để lên đây. Và sau đó thang đi lên. Vứt sang bên kia. Đúng rồi. Lấy cái màu đỏ trước. Vứt qua bên này. Sau đó lấy cái màu xanh. Bỏ qua là được. Rồi sau đó mình đi xuống các bạn ạ. Mình sẽ xếp lại. Cái màu xanh mình để vào đây. Đúng vị trí của nó. Cái màu đỏ thì là cái ở trên. Có chữ evil đó các bạn ạ. Đây. Ok. Gấu sắp hết pin luôn. Cửa đã mở rồi. Đi.
Bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nha các bạn. Không biết cái gì sẽ ở đây nữa. Cái hành lang này trông giống cái hành lang của Mommy Long Legs đi nhỉ. Dài ơi là dài. Warning rồi. Ui, cái gì đấy? Cửa sập các bạn ạ. Mình chỉ được đi cái lối mà nó chỉ theo dẫn mình thôi. Bắt buộc là phải đi sang lối này à? Đúng rồi, cửa sập rồi. Gì đây? Gì đây? Gì đấy? Ôi. Nhà bóng hình như bị vỡ các bạn ạ. Quả bóng lăn xuống này. Hello? Hello? Chạy. Hướng nào? Hướng phải. Hướng phải các bạn ơi. Toang rồi. Hướng ngay sau mà. Không. Xin vĩnh biệt cô. Ủa. Nhìn nó đi ra trông như con ma hả? Ghê quá, cái bụng nó bị làm sao rồi? Làm sao đâu, chẳng hiểu sao cả. Cái mồm nó mới là vấn đề. Mắt trong mồm ghê không? Mắt để ở trong mồm thế là nhai cả mắt. Ghê nhỉ? Rẽ phải, đoạn này các bạn đừng đi thẳng. Rẽ phải. Đoạn này rẽ phải này. Có một lối đi ở đây, mình nhớ. Đi thẳng không được rồi. Không, đang chui vào đây. Chui vào đây. Gì đấy? Năm gì đấy? Năm, đi tiếp. Năm tám. Số đánh dấu rồi. Cẩn thận nha. 5, 8. 4. Thì thế. 8, 8, 5, 4. Ê! Sao không ấn enter? Ờ nhờ. Đồ ăn hại. 4. 1. 2. Đúng không? Có một con số anh vừa đi qua đấy. 4, 1, 2. 5. Chạy thôi. Chạy. Thang máy. Ấn vào thang. Ôi. May là mình trốn kịp các bạn ạ. Goodbye see. À không, không see các bạn ạ. Ờ không see you again, nó không gặp lại bạn nữa nhá. Đúng rồi. Mình thoát rồi à? Thắng game chưa? Thang lên chắc là thắng rồi. Nó lên rồi các bạn ơi. Đúng là đang lên rồi. Rất sâu dưới lòng đất luôn. Ui hết. Thôi xong. Hết pin luôn. Hết pin không đi được nữa à? Cái gì ấy? Rồi à? Nó nhảy lên, nó dồn mình các bạn ơi. Nó đu làm thang máy của mình không lên được. Bây giờ mình đã trôi xuống à? Nó kéo xuống rồi. Không. Câu chuyện sẽ còn tiếp tục các bạn ạ. Thế là mới hết một phần câu chuyện thôi. Chưa biết là mình có chết hay không. Anh nghĩ là chắc game này vẫn còn phần nữa rồi. Đúng rồi. Rồi, vậy trong video ngày hôm nay mình cũng đã khám phá khu trò chơi gì không nhỉ? Joyville. Và các bạn thấy con quái vật nó có đáng sợ không thì các bạn bình luận ở dưới nhé. Còn bây giờ chắc là mình sẽ dừng video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye. Bye, quá ghê luôn. Đi khu vui chơi cùng ốc là kiểu gì gặp quái vật. Sao đi. Bye bye.